Rồi ok anh em, thì đây là DJI Mini 4 Pro nha anh em. Đó, và hôm nay mình sẽ thử săn mây bằng DJI Mini 4 Pro ha. Mình sẽ cho nó bay cao hơn 500m để coi là có săn được mây không ha. Và cái viên pin mình sử dụng là viên pin 5700mAh ha, do chính mình làm luôn ha. Thì với viên pin 5700mAh này thì chúng ta sẽ săn mây một cách rất là thoải mái ha anh em. Không sợ nó hết pin giữa chừng ha, không sợ cái cuộc vui nó sẽ bị gián đoạn ha. Đó. Và hôm nay là một ngày trời nói chung là khá là gió nha, đang trong mùa thả diều anh em, gió khá là mạnh thì mình cũng không biết là bay lên trên đó thì nó có nổi hay không nha. Thì bay được tới đâu tới ha anh em. Và con DJI Mini 4 Pro này của mình thì mình đã mở khóa độ cao nó ha. Mình đã mở khóa độ cao nó rồi ha anh em. Rồi ok anh em. Ok, giờ mình sẽ check cái phần trăm pin của nó coi. Safety này, chọn battery info. Bây giờ nó đang là 8.36V và phần trăm pin của nó đang là 99%. Mình sẽ off luôn cảm biến ha. Off cảm biến tại vì mình chỉ bay cao lên thôi cho nên là home point updated. Cảm biến nó không có cần ha anh em. Bây giờ mình chỉ bay thẳng lên thôi. Và nay gió rất là mạnh. Gió mạnh cho nên là mình bay sẽ gọi là mình bay được tới đâu hay tới đó ha anh em. Báo gió quá thật thì mình cũng không dám bay đâu nha. Take off. Home point updated. Ok anh em, bắt đầu mình săn mây nha. Gió khá là mạnh. Rồi săn mây chắc chắn là sẽ khó khăn ha. Ok lên em. Sẽ tới cái bãi cỏ đằng trước một chút xíu nha anh em. Rồi. Bắt đầu săn mây thôi anh em ơi. Giờ này thì mây bay khá là cao ha, mà gió chắc có lẽ là sẽ rất là lớn. Mình sẽ xem biểu đồ gió đi. Cho nó chắc ăn. Mình sẽ quay về hướng gió một chút. Hướng gió là hướng nắng. Thì cái con máy bay này của mình đã mở khóa độ cao rồi anh em. Và với viên pin là 5700mAh này thì mình hy vọng là nó có thể bay được khoảng 3 km ha anh em. Mình hy vọng nó sẽ bay được khoảng 3 km ha. 3 km chiều cao ha. Thì nếu mà bay được 3 km chiều cao hoặc hơn nữa thì nó quá tuyệt vời luôn ha anh em. Ngày hôm nay gió khá là mạnh ha. Bay được 3 km là ngon đó anh em. Vì thật ra là nếu mà chúng ta bay cao quá đó anh em thì cái mây nó nhiễu điện, nó sẽ làm cho cái tín hiệu sóng của chúng ta nó sẽ không có ổn định nha anh em. Và cũng chưa chắc gì chúng ta sẽ bay cao hơn được cho dù là pin chúng ta còn nha. Đó, mây nó sẽ rất là nhiễu điện luôn, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta bay cao ha. Đó, thì hiện tại đang là 95% pin. Độ cao đang là 450 và độ cao mình vẫn tiếp tục tăng lên ha. Mình đang tăng độ cao ở maximum rồi anh em. Mình coi hướng gió cái. Max altitude reached. Ok, báo maximum là 500m rồi, không bay cao lên được nữa. Vào profile, chọn setting. Chọn unlock gale zone. Chọn import aircraft. Trời ơi, nó phải báo mình phải hạ cánh cái anh em. Hạ cánh cái mình mới kết nối vô để cho nó bay tối đa được anh em. Rồi ok, mình sẽ hạ cánh cái nha anh em. Thì vừa rồi nãy mình mới bay khoảng 500m đó thì anh em thấy là không có hề có tới mây ha, mây còn rất là cao ha. Bây giờ mình hạ cánh để mình import cái license vô, cái license giờ chưa hoạt động nữa. Đây là lần đầu tiên mình bay ha mà mình cũng chưa có biết nữa cái cách nó hoạt động sao nha anh em. Anh em thông cảm. Ok, giờ mình sẽ import cái license vô cho nó nha anh em. Rồi chọn setting này, chọn unlock gale zone. Import aircraft. License mode imported successfully này, bật nó qua. Agree. Rồi xong. Rồi làm lại nha anh em. Làm lại nha. Làm lại nha, fail quá. Làm lại. Đây.
Ok. Home point updated. Rồi canh lại hướng gió cái. Gió lớn quá anh em ơi. Bay cũng sợ lắm nhưng mà thôi kệ đi, mình liều mạng thôi. Rồi giờ mình sẽ canh lại hướng gió anh em. Quay cầu hướng này nè, nó sẽ xu gió. Ủa ngược gió rồi. Hướng này. Nè, để cái cách mà canh hướng gió anh em dòm cái biểu đồ gió nè. Đó, chúng ta canh sao mà cái lằn xanh xanh nó nằm ngang là ok nha anh em. Đó, cái lằn xanh này nó ngang tức là máy nó đang cắm đầu á, cắm đầu xuôi chiều gió nha. Cắm đầu xuôi chiều gió thì nó sẽ đỡ ha, đỡ nặng cái motor hơn ha. Thì nó sẽ có hai cái motor đẩy ha, hai motor đẩy. Thay vì nếu mà anh em bay xéo xéo thì nó chỉ có được một cái motor đẩy thôi. Còn nếu mà anh em mà thuận hướng gió thì nó sẽ được hai motor đẩy, và được hai motor đẩy thì nó sẽ đỡ quá tải motor hơn nha anh em. Tại vì chúng ta bay cái cục pin nó đã hơi nặng hơn cái cục pin zin rồi. Và nếu mà anh em để cho nó bay mà không có thuận hướng gió thì nó sẽ nặng cái motor lắm nha anh em. Rồi giờ này mình có cánh lại ở khoảng 90% ha. Ở khoảng 90% bây giờ mình bay lên thử coi sẽ được thử coi là cái mở khóa độ cao nó có hoạt động không. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có thể đạt được khoảng bao nhiêu ha. Mình nghĩ là sẽ không, mình sẽ thử ở cái lần đầu tiên này, mình sẽ thử ở cái tầm cao nó vừa thôi. Trên khoảng 500m một xíu thôi ha. Tại vì mình cũng chưa có tự tin về cái việc mà mình bay quá cao nữa ha. Mình cũng bay cỡ thường thường thôi. Và bữa nay là ngày trời rất là gió ha. Những ngày của cái mùa thả diều của anh em, gió rất là to ha. Bay cao là một cái việc nó cũng khá là nguy hiểm ha. Vì gió nó khá là lớn nha anh em. Nó giờ mình sẽ canh hướng gió lại xíu ha. Rồi ngang lại rồi đó. Đó. Mình canh hướng gió thôi. Ok anh em. Bây giờ nó đã vượt qua 500m rồi ha. Hiện tại đang 540 mấy mét rồi anh em. Rồi, vượt rồi ha, vượt 500m rồi ha anh em. Ok, nó đã bay không giới hạn chiều cao ha, và điện áp của pin và nhiệt độ của pin nó tương đối là ổn định ha anh em. Giờ đã là 600m ha anh em. Khung cảnh có vẻ hơi mờ đó anh em. Tốc độ gió thì cũng ổn định ha, nhưng chưa đến nổi ha. 600m rồi. Hiện tại thì mình đang bay lên với vận tốc tối đa đó nha anh em. Với Mini 4 Pro thì nó được khoảng 18 km/h tối đa ha. Hình như nó được tới 22 lần. À mình đang để chế độ N mode nha anh em. Nó báo strong wind rồi nè. Mình sẽ giảm tốc độ lên lại nha anh em. Báo gió lớn rồi anh em ơi. Nói chung là không tốt ha. Đó, báo strong wind mình cũng hồi hộp lắm anh em. Nó mình đã giảm tốc độ lên cao rồi ha, để nhường cái sức đẩy của động cơ cho nó cái sức đẩy động cơ để cho nó giữ cái độ cao ha anh em. Đó, bây giờ điều cao cho là 800m rồi ha anh em. Đó. Ok ha anh em. Rồi ok, mình sẽ dừng ở đây nha anh em. 800m rồi ha. Đó, thì anh em thấy có mây không? Không có mây gì trơn đúng không? Gió khá là lớn rồi anh em ơi. Đó. 800m ha. Bây giờ mình sẽ hạ độ cao xuống từ từ nè. Gió khá là giật nha anh em. Gió kìa, gió anh em thấy cái biểu đồ gió không khiếp không? Đồ gió rất là nguy hiểm ha. Giờ mình sẽ hạ độ cao từ từ xuống nha anh em. Đó, với cái biểu đồ gió như nguy hiểm như thế này thì anh em phải bình tĩnh ha. Chúng ta hạ độ cao cũng hạ từ từ nha anh em. Chúng ta đừng hạ quá nhanh ha. Rồi ok, mình đã thử nghiệm thành công cái việc mà mở khóa giới hạn độ cao anh em, và nó đã bay được với cái độ cao là 800m ha. Khá là good nha anh em. Đó. 800m nha anh em, và cũng chưa có mây đâu nha. Mình nhìn bằng mắt thì mình thấy mây nó bay khá là thấp đó anh em, nhưng mà thật sự là không có thấp đâu anh em, rất là cao luôn. Mây cực kỳ cao luôn, biểu đồ gió rung lắc quá dữ anh em ơi. Quá nguy hiểm. Thôi mình sẽ hạ xuống nha anh em. Và phần trăm pin thì nói chung rất là vô tư, phần trăm pin còn rất là nhiều luôn nha. Lại báo strong wind ha anh em. Nha, mình sẽ hạ độ cao xuống nha. Strong wind thì mình hạ độ cao xuống thì nó sẽ bớt ha. Lúc này động cơ nó sẽ thừa cái công suất đẩy ha anh em. Đó, nó thừa công suất đẩy thì nó sẽ đẩy cái máy bay chúng ta chống lại được gió ha. Còn nếu mà anh em cố đẩy độ cao lên ha, cái công suất motor nó đang bị quá tải vì cái khối lượng pin nó tăng á, nó nặng. Rồi cái nữa là gió thì nó mạnh nữa, thì cái motor nó quá tải thì nó sẽ không có an toàn cho cái máy bay chúng ta ha anh em. Đó. Anh em nhìn cái màn hình này là anh em sẽ thấy cái độ rung lắc của cái ở trên đó ha, khá là rung lắc ha anh em. Cánh quạt anh em thấy không, rung lắc dữ lắm anh em ha, rất là nguy hiểm ha. Cho nên là mình không có nên cố nha anh em.
Nói chung mình chơi thì mình phải biết an toàn nha anh em, chứ đừng có cố quá nha, cố quá thành quá cố nha anh em. Đó, anh em thấy mở giới hạn độ cao của DJI Mini 4 Pro thế nào hết anh em. À, anh em nói cái này coi chừng không phải con DJI Mini 4 Pro thì mình cũng cho anh em xem cái spec của nó luôn hết anh em, bao này. Nha. DJI Mini 4 Pro ha, phiên bản aircraft firmware là 01.00.300 là phiên bản mới nhất nha. Đó. Đây là DJI Mini 4 Pro nha. Đó, còn không tin nữa thì bấm quay dọc luôn nè. Nè. Quay dọc này chắc ăn rồi ha. Cảm biến mắt cá để xem được thì không tin nữa thì thôi, cũng biết nói làm sao ha. Đây là DJI Mini 4 Pro nha. Đó, đó. Coi gì là biết rồi đó, khỏi cần phải nói nhiều nữa mất công. Nha, để bảo là DJI Mini 4 Pro hiện giờ chưa có mở khóa, nhưng mà thực ra đã có mở khóa rồi nha anh em. Đó, DJI Mini 4 Pro ha. Phần trăm pin hiện tại là 75% và nhiệt độ của nó là 36,5 ha, nó khá là mát nha anh em. Vì gió thổi quá mạnh đi thì cục pin nó khá là mát ha, và cell khá là đồng đều ha. Với viên pin 5700 này thì anh em săn mây vô tư. Thoải mái luôn. Đó, để anh em rõ ràng không, DJI Mini 4 Pro ha. Profile nè. Device management nè. Đó, DJI Mini 4 Pro đàng hoàng nha anh em. Nha. Mình bay được 460 chuyến rồi. Nói chung mình cũng không có kinh nghiệm bay nhiều đâu, chủ yếu là mình test pin thì chính thôi, bay thì chả có nhiều kinh nghiệm. Đó, thì giờ mình khi mà gió nó ở dưới mặt tầm thấp này, nó gió nó đã ổn định hơn rồi thì anh em có thể cho nó hạ tốc độ nhanh hơn hết anh em. Đó, với pin 5700 mAh và DJI Mini 4 Pro đã được mở khóa độ cao thì anh em săn mây phải nói là vô tư. Nha, yeah. Mà hôm nay mây nói chung giờ này bay khá cao, tại giờ bây giờ nó đang là gần 10 giờ anh em, gần 10 giờ sáng này nha. Gần 10 giờ sáng rồi thì gió nó mạnh mà mây nó bay cao nữa thì anh em bay lên cỡ 1000m là anh em chắc cũng chưa gặp mây đâu. Mình nghĩ chắc phải hơn 1000m nha. Và với biên pin 5700 này thì chắc anh em có thể bay được khoảng mình nghĩ là bay cao lên được khoảng 3-4 cây số ha, 3-4 km và pin còn sẽ còn rất là dư dả để anh em có thể quay trở về ha, thoải mái luôn nha anh em. Đó rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha. À, anh em nào muốn mở khóa độ cao hoặc là cần pin thì có thể liên hệ với mình nha. Ok anh em.